thấy nó ngon. Bây giờ chị cái dĩa chưa? Bánh gì vậy chị? À, chị Trần Vân. Chị bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. Thì cái bánh ướt này là mình ăn theo phong cách của miền nào vậy chị? Miền Nam. Ở cái bánh của chị thì nó có cái gì đặc biệt hơn so với những nơi khác? Bánh của chị thì nói chung là cái gì cũng được hết trơn. Bánh ở dưới quê rồi đó, người ta đổ bánh rồi đó. À, bánh ở dưới quê hả? Ở dưới quê, ở Củ Chi á. Ở Củ Chi người ta đổ cho chị đem lên. Hành thì tiện tạc người ta làm. Chả thì cũng mua bên người Hà Nội. Dạ. Rồi mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ 5 giờ sáng, 11 giờ trưa. Rõ rồi luôn. Cô lấy hay cô tự làm? Lấy hết. Có giấy vậy mà. Bánh ướt cũng vậy. Đồ của chị có giấy hết trơn. Thơm vô này cho người ta thấy được không? Chả Hà Nội đó. À, 2 đô. Cái này nó cũng thơm á chị. 4 đô. Quá chị đó.